Dạ, thì Cường cũng xin chào quý nhà hảo tâm cũng như quý anh chị, quý khán giả. Thì hôm nay Cường cho cùng anh Hào Bắc Tấn đến huyện Mỹ Tú thăm một hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Đó là anh Lĩnh, 36 tuổi, bị tai nạn giao thông, bỏ lại ba người con. Và dưới một cái bối cảnh đó thì anh em cũng nghe được một cái thông tin và hôm nay cũng đã đến cái hiện trường và khảo sát như thế nào. Bây giờ Cường mời cả nhà và đồng hành cùng em cùng theo dõi đoạn video này nhé. Thì bữa nay cũng là ngày chủ nhật, ông bà của chú thì anh em cũng tranh thủ cũng rất là, nói chung cái đoạn đường cũng rất là xa, cũng rất là khó kiếm. Thì anh em đến quằn quằn tới giờ thì theo cái đường chỉ của Google, nói chung là lộn đường. Giờ này cũng đến tới thời điểm bây giờ là gần 11 giờ luôn rồi cả nhà. Gần mấy tiếng anh chị em. Dạ, nói chung thì cái trời nắng rồi. Thì giờ này nắng này kia rồi, nói chung cũng rất là mệt. Giờ đây là cái nhà này là kế bên cho mình mượn đỡ anh chị em. Bối cảnh này nghe nói là gia đình rất khó khăn. Qua đây là nhà của bà Cảnh này cả nhà ơi. Quá trời này. Đây là linh cữu của anh Lĩnh này cả nhà. Đây lần đầu tiên là quay cái gia cảnh là người đạo mắt anh chị em. Đây bây giờ trong đây thì đây là cái nhà đang ở rồi cả nhà, thì cũng cặp cái sông rồi cả nhà. Đây chiếc này chắc bà con cái gì kia để mình hướng dẫn cho sao. Ừ. Chị cho em hỏi thăm chị là cái gì của anh Lĩnh? Chị gái cho em hỏi thăm chút xíu, em cũng là nghe thông tin là em cũng có đăng, em cũng có xin tiền chút đỉnh để vô trao cho gia đình để giúp ba đứa nhỏ. Chị cho em hỏi thăm Lĩnh về cái câu chuyện sao chị? Em là ngồi về cái phòng đó. Nhưng mà cái câu chuyện chị có nghe phải không? Cũng như anh Lĩnh sao bị tai nạn hả chị? Nghe kể là nó đi mua lấy cua cho con nó rồi nó bị tai nạn. Trời ơi, tôi nghiệp là chị em. Như là đi mưu sinh. Đi làm về rồi nó đi lấy cua cho con nó. Dạ, chị rất xúc động chị em. Đây là người chị của anh Lĩnh. Cũng nghe cái thông tin là về gấp gấp để lo hậu sự anh chị em. Chị Giang Hào, em hỏi là chị tên gì? À, tên Đào. Chị Đào hả? Đào. Chị Đào. Là lấy cua ở đâu chị? Ở gần cầu Bô Na. Cầu Bô Na là Mỹ Tú hả? Đang có gà lộ mới. Gà lộ mới. Vậy là cái vụ con cua. Phải là đi dạ. Xin cảnh là ảnh đi là bắt cua hay là đi lấy mình dạ, ra sĩ thôi? Dạ, cua. Cua về cho con nó ăn. Dạ. Đi tai nạn xe ngay chỗ đó. Trong khi tai nạn xe là xe gì đụng vậy? Xe nó xe bán tải gì đó mình không biết. Một người phụ nữ lái. Phụ nữ hả? Ồ, bán tải là chiếc xe du lịch. Dạ. Là ủi ảnh. Tông nó chết tại chỗ luôn. Chết tại chỗ luôn. Trời ơi, vậy là chạy dữ lắm, nữ nữa anh chị em ơi. Mà nghe nói là vượt xe tải là đầu xe mà xe bự đó, xe tải đó, người đâm vô lớn đó, vậy là xe người nữ nó lái rồi vượt cái xe tải rồi mới đâm lên rồi mới va chạm là anh Lĩnh. Quá trời tội nghiệp. Dạ, trong khi đó là chị là hay là lúc mấy giờ? 7 giờ rưỡi tối hả? Vô là đưa anh Lĩnh đi lên bệnh viện này kia là người ta mới báo về chết tại chỗ mà. Chết tại chỗ luôn rồi. Thì lúc đó là công an làm ăn kết là cũng có người điện cho người gần xóm em đó, rồi người ta đưa đi, rồi ông anh thứ ba ông đưa đi giùm với cậu đưa ra, đưa lên xã, người ta đưa lên xã, bắt đưa lên xã lấy lời khai. Dạ, khi đó là một cái người đàn ông là
mưu sinh là nuôi mẹ già và một ba đứa con ở nhà anh chị em, là trong lúc đi lấy cua là về bán để kiếm tiền nuôi ba đứa con, mà trong khi đó là bị tai nạn xe trên đường là một người phụ nữ anh chị em, Nghe Phong Phanh là một tài xế phụ nữ, quá đau lòng. Tại vì em cũng là tài xế, trong khi đó là nghe vượt, mà vượt cái kiểu đó là vượt cái dạng như là cái đó đụng tán hay sao vậy? Chị biết không biết luôn hả? Nghĩa là đụng sao đích xe anh Lĩnh mà đụng sao mà bệnh tim, bị tim với phổi là bị cắm thân cây phải sườn vô. Trời ơi. Trời ơi, đụng sao mà nó cắm như vậy trời? Nó cây chạy dữ lắm, vậy là tán rồi. Chứ chết là bệnh. Ồ, vậy là tán rồi cô ơi, dạng như vậy nè, nó tán vô vậy nè, mấy banh dữ vậy á. Dạ. Trời ơi, vậy là bà này bà chạy dữ lắm hay sao á trời. Vậy là bà bác là thấy cái xác luôn, thấy xác gì? Dạ, kể lại thôi, cái câu chuyện thôi. Quá tội nghiệp cả nhà. Vậy là bà chạy dữ lắm rồi. Ở trong khi đó không biết có sỉnh không nữa. Tối 7 giờ mấy là chiều. Không, ý là con nói là bà đã chạy á. Gấp cỡ nào gấp, nhưng mà mình chạy xe du lịch mình cũng phải là cẩn thận cái đường nhỏ nữa. Tại con tài xế nè. Rồi cũng như qua giờ là chị có lại không? Cái người gây tai nạn á. Có chồng chỉ lại vậy? Quá trời luôn. Nó hứa bữa nay anh lại sáng, anh lại sớm, nhưng mà tới giờ chưa thấy nữa. Dạ. Tại vì cũng có nói là bữa nay vừa tới đây rồi mới biết cái câu chuyện là quá ly kỳ em chứ em ơi. Đụng cái kiểu đó rồi ai mà sống nổi. Trời ơi, cái này mà gặp người nhà lại mà thấy cái cảnh vậy rồi sao chịu nổi trời. Mà nó nứt hai đường, nó anh tính đi vậy anh em còn sống hay là chơi mà ấy. Cái là em của ảnh rồi chị. Trái tim là nứt ra hai đường luôn. Dạ, nứt hai đường rồi lá gan nứt một đường nữa. Rồi phổi thì bị ba trường đâm vô nữa, anh thấy nhắm vậy còn sống được hay không? Vậy là cái lực giò thì cái bắp đùi này gãy nó không cái lại luôn. Vậy là cái lực tống nó cũng nặng lắm à. Dạ. Cái xe của anh em chạy là nó đôn lại còn không khúc luôn. Rồi xe đôn khúc luôn hả? Chị làm cho mấy của ảnh là dạ thứ bảy. Ảnh thứ sáu em thứ bảy. Anh Lĩnh là cũng như là mấy anh em vậy? Tám người anh em. Là ảnh cũng có ba đứa con. Dạ, trong khi đó thì cái ngày chính của ảnh là ngày mua cua hả vậy? Dạ không, ảnh đi đúng chàm mướn. Đúng chàm mướn. Quá trời, mua cua đó là tại vì ảnh đi mua cho mấy đứa nhỏ về nó ăn. Dạ. Đúng tội nghiệp quá trời. Ba đứa nhỏ vậy lâu lâu rồi. Cái này ảnh té xảy ra tai nạn đụng mua bên kia chị. Dạ bên kia sắn qua đụng ảnh. Gặp bà đó làm sao á? Cái tai nạn á, tại vì con bị cái tai nạn cũng giống hệt như vậy mà hai thằng đó là nó xỉn nó đụng vô con, là con chạy xe 7 chỗ. Đụng vô con thấy thẳng luôn á. Giống như nằm xuôi thắng rụng. Ngay chốc luôn á, nhưng mà có thể là nếu mà có một ai đó mà cao mạng hơn mình á thì có thể là đại là vớt cho mình, nghĩa là gặp bữa nay thôi. Mày đừng mua cua để tao có sẵn này mình làm nhậu rồi xong cho con mày ăn luôn, nó rất đỡ luôn. Là nó qua cái cua. Nhưng mà mình không biết cái đó đâu, qua được một cái số mạng của mình một phút một giây thôi. Hôm qua mấy chú lại sớm mà thấy gỗ rau súng để đây rồi đi lấy cua đang về đang một cua cho con ăn, tôi xuống thấy gỗ rau thấy hậu lòng. Quá đau lòng. Đó, quá đau lòng. Bây giờ vì cái nghịch gì sao mình sống nổi rồi giò cẳng gãy rồi tay gãy làm sao sống nổi. Giống như con đợt trước con cũng bị đụng á, bị xì bo đụng xe hai bánh á, cũng vậy nữa, nhà cũng chuẩn bị đồ ăn sẵn nhưng con đi làm đi về. Chị là ở gần đây không? Làm ở Bình Dương hả? Làm ở xa lắm anh chị em ơi. Có đổ về đây lãnh đâu. Dạ. Nói chung cái tai nạn thì hôm nay nói trước được anh chị em ơi cái số. Nhưng mà không biết cái chị đó chạy làm sao thì mình không biết. Cái camera thì mình không có đổ thừa chị được. Giữa một cái xe hai bánh và một giữa chiếc xe tải, nghe nói là giữa chiếc xe tải nó thì cái đường nó tránh nó vắng lắm. Không biết là anh Lĩnh anh chạy làm sao để qua sao thì mình không biết. Nhưng mà thật sự xe du lịch mình muốn vượt người ta này mình phải là an toàn dữ lắm. Tại vì nó phức cái điểm mình không thấy xe hai bánh đâu.
xe bánh mà nó qua rồi là không có đường đỡ đó anh chị em. Này cũng là khuyến cáo những nào anh chị em chạy thì kỹ kỹ chút, em cũng tài xế nhưng mà không ai chạy hay hơn ngay, nhưng mà những cái vượt đó mình vượt là coi như là phải để ý một chút xíu, nhất là nữ chạy yếu hơn nam. Chứ cái này cũng là một cái kinh nghiệm, giống như là đừng cái gì gấp mình cũng phải từ từ ha. Đúng rồi, à, đừng gấp. Có gấp, đừng có nói vì cái câu chuyện gấp như cái người mà phụ nữ lái xe đó là cái gấp đó giống là... như sớm hơn 5-10 phút hay nửa tiếng này kia nó cũng không làm giải quyết ra tai nạn, rồi lúc đó mới nghĩ lại cái câu chuyện bây giờ trễ chút xíu bên kia người ta cũng đâu phàn nàn hay này kia đâu, nó gây ra cái tai nạn quá trời. Nữ lái phải không? Thì nữ thì nói chung á là gây cái tai nạn nặng hay nhẹ người ta không nói đó, tại vì gây tai nạn rồi bây giờ xe hai bánh lỗi hay xe du lịch lỗi cái đó không biết, người nhà lại thấy nạn nhân nằm ở đó là người ta sốt ruột, người ta sẽ kiếm thằng người tài xế ra, người tài xế thì bắt buộc phải trốn, cũng không loại đổi thừa người ta được, giống như sẽ có người dân ở đó người ta sẽ đưa đi bệnh viện giùm, tại vì anh tài xế anh biết. Bây giờ gia đình bên bán bản là có qua bây giờ anh cũng thấy ảnh ở xa, anh ở Cà Mau rồi. Chồng của các chị lái đó. Bây giờ. Báo tin cho chị hả? Thì mẹ điện lên báo tin là người em mất hay sao vậy? Cháu điện là báo sao, báo mất hay là? Xe đụng thôi. Dạ, là chưa có nói mắc gì hết trơn, không dám nói mà là mắc. Chỉ có hỏi là nặng hay nhẹ hay sao không? Không, lúc đó rồi đi về luôn. Về luôn rồi về mới thấy như vậy hả? Trời ơi, quá tội nghiệp chị em. Về cũng đâu có nhìn mặt người nói đâu. Trời ơi, nổi cục lắm vậy em. Một người chị ruột. Về cũng như là không được nhìn mặt lần cuối luôn chị. Không có thấy không gì. Tay em rung luôn chị. Quá đau lòng, quá tội nghiệp người chị ruột. Nói chung hoàn cảnh nào nó cũng có hai chị em hả? Có nhiều người, 8 người. Nhưng mà có 6 em trai là. Ừ, có một người em trai à. Ồ, hèn chi chị thương quá trời. Chị thứ năm á, thứ năm có lãnh. Dạ, chị thứ năm đó anh chị em. Trong khi đó là có một người con trai độc quyền à. Về câu chuyện nó rất ly kỳ anh chị em, nó giống như một cái chuyện xảy ra là giống như nhà mà nhiều người em trai còn đỡ, cái này có một người em trai một mà nở cướp mất đi. Dạ. Dạ. À, vậy là hai người em trai. Dạ. Ở chổng vô chổng qua cho đây là linh cữu của anh Lĩnh nghe ông bà của chú ơi, quá tội nghiệp luôn, rất là đẹp trai cả nhà. Đây cái tiền về đây là ba đứa nhỏ con của anh Lĩnh anh chị em, trong khi lúc mà chú hỏi không trả lời nha, ba đứa thì cũng biết nói chuyện nha, trong lúc mà cha đi mua cua hay là đi đâu đi, mấy con có đòi mua cua ăn không? Không hả? Rồi trong khi đó là cha đi làm về là cha tự đi mua cua hả? Nó lớn rồi con. Sao nghe nói chưa? À, nghĩa là dặn. À, tức nghĩa là tụi con cũng mua, kêu mua. Chỉ có là mua cho tụi con ăn lâu lâu, mua cho một lần thôi không? Là dặn rồi xong là cha mới chạy đi lấy. Từ đây ra ngoài ra tới chỗ lấy xa không con? Xa hả? Trong khi đó là lấy là bao lâu rồi, con có chờ đợi không? Có. Ôi dồi, rồi con có điện cho cha không? Không, cha còn không đem. Trời ơi, không đem điện thoại theo nữa rồi sao điện phải rồi. Quá đau lòng. Quá tội nghiệp. Ba chị em, con là thứ hai hả? Thứ ba. Bà đó con. Con tên gì? Tung Hiền, con nhiêu tuổi? 10 tuổi. Con tên gì? Hả? Kim Minh Hoàng. Kim Minh Hoàng, con nhiêu tuổi?
10 tuổi, 8 tuổi, con nhiêu tuổi? Chị là chị. Hả? Con tên gì? Bé không biết gì đâu. Con còn đi học không con? Dạ có đi học. Học bốn, học gần đây không con? Rồi hàng ngày con đi học đó rồi con đặt xe đạp ha, ai đưa? Con đặt xe đạp thì khi cha con đưa. Bây giờ cha mất rồi đâu ai đưa con ở đâu? Trong khi đó con nghe tin cha mất rồi con sao? Cảm giác con sao? Không để con mấy cô. Thì khóc nè, rất buồn nè. Trong khi đó là bây giờ là cha không còn gặp mặt cha nữa rồi. Cuộc sống sau này là ba đứa không biết nương tựa vào ai. Trong khi đó là bà nội là rất lớn tuổi nữa. Bà nội không biết làm gì ra tiền thôi đó. Thôi giờ con gán học để biết chữ nha. Sau này đừng lo cho bà nội. Với bây giờ là thấy là ba đứa là không có ai cô chú gì vậy, thì cũng còn đi làm nuôi con nuôi vợ này kia. Cũng lâu lâu cũng cho mấy đứa được chút đỉnh này kia để tiền đi học này kia chút đỉnh thôi. Chứ thật sự là lo sẽ ba đứa hơi khó đó. Con phải gán đi học nhưng biết chữ, sau này đặng lớn mà có biết chữ mới đi làm được. Rồi mẹ con có thăm, về thăm con không? Dạ. Có ai điện cho mẹ hay không? Mẹ ở gần đây không? Ở bên nước ngoài. Nước ngoài luôn hả? Xa vậy? Xa thế, mà trong khi đó là 3-4 năm là không có điện về hỏi thăm mấy đứa con hả? Không có liên lạc không gì hết trơn. Trời ơi, quá tội nghiệp. Trong khi đó ba đứa rất dễ thương nè. Đứa thì con trai rất đẹp trai, bé gái thì cũng rất dễ thương. Út thì đẹp trai cực kỳ luôn anh chị em. Trong khi đó xong ra xong ba đứa là nở bỏ ba đứa đi. Đi nước ngoài à? Không liên lạc, đi mất tích luôn. Không biết con mẹ con còn sống không? Còn hả? Chứ còn sống hả? Chứ chú tưởng đâu chết rồi mới không liên lạc chứ. Gì mà bỏ nghe như trời, mấy người dân ba đứa con cuộc nữa. Chào ông bệnh chưa cô? Cái người vợ đó là gần ở đây hay là huyện khác không? Hay là cái lĩnh thủ của anh Lĩnh ở cả nhà ơi, rất là nghiệp. Cái nhà rất là sụp sệ cả nhà ơi. Con dắt mấy chú ra nhà sau thôi, nhà gia đình có gì người ta thấy người ta vô hỗ trợ ba anh chị em. Anh chị em nào thấy mà ngôi nhà như thế này nè anh chị em, thì có thể giúp đỡ cho ba đứa rất còn nhỏ anh chị em. Giữ cho nó nhiều con, giữ cho nó nhiều lên nó dính. Chà, cái này chắc cháu đó. Con cháu hả? Cháu chắc thương cậu lắm gì nè. Đi, đi sao đi. Ô, nhà không có tới cái trường mình luôn anh chị em ơi. Ô, này mà em vô quay sớm ngon lành luôn. Quá trời luôn cả nhà. Rồi ba đứa ngủ ở đâu? Dạ tới con ngủ ở đây. Ngủ đây hả? Rồi cha ngủ ở đâu? Rồi cha. Lúc bà nội con đi cha con đi ngủ đây. Bà nội đi đâu? Bà lên bên Linh ở với cô. Vậy là cha ở đây với ba đứa ở đây. Dạ. Câu chuyện nè. Trời ơi, rồi ba đứa ở gì đó hả? Rồi mưa gió. Rồi trong lúc cha đi làm là ba đứa ở nhà. Ồ, ba đứa tự lo tự sống luôn chị em ơi. Nhà không có cửa sổ luôn vậy nè. Nhà không có cửa sổ, cửa cái vậy nè con. Thì lúc cha đi làm ai nấu cơm này gì cho ba đứa ăn? Cha con đi làm trễ thì cha con nấu, cha đi làm sớm con nấu. Gần ở đây là có cô gì ruột của con không? Có, ở dưới. Kế bên hả? Thì cũng có người lo cho được chút đỉnh đúng không? Quá tuyệt vời. Đây là hết anh chị. Cái nhà nó không như là bếp nút thì để bên hông anh chị. Chỉ có cái phòng chút xíu à, tới đây hết rồi. Từ lưa nhưng mà cái nhà sau thì nó nằm sát cái vách sông rồi cả nhà. Sông này nó nghiêng luôn anh chị em ơi. Ủa nứt trơn ha. Gãy đòn tay chưa. Được rồi. Quá trời tội anh chị em ơi, đây này. Bé là không biết gì anh chị em. Cha đâu rồi con? Cha đâu rồi? Cha nằm đó hả? Lớn lên nhìn ba đứa mà xót nè anh chị em. Cô gì nhìn xót đau lòng. Người cha quá trẻ. Đây thì bây giờ Cường cũng xin kết thúc nha bà của chú. Thì đây là anh Lĩnh cũng là 36 tuổi, cũng do va chạm tai nạn giao thông thì cũng ra đi mãi mãi. Thì cũng như Cường mời ông bà cô chú đồng hành cùng em theo dõi đoạn video tiếp theo nhé.